vừa rồi là hai bố con bác ở Yên Lạc, thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc vừa mới qua đây để đặt bộ cuốn thư câu đối. Thì bác đặt bộ cuốn thư, chiếc cuốn thư là ba chữ Đức Lưu Quang, với cái kích thước cỡ 2 là 1m75 x 81, y chang như bức này. Đây là hình ảnh lưu lại để tí nữa gửi cho bác lấy đây làm căn cứ. Vì cái bộ này thì bác cũng rất là thích, nhưng mà cái chữ thì bác muốn chữ khác. Đôi câu đối đây là cao 1m57. Thì đôi câu đối này nội dung thì đang là phúc sinh phú quý, nhưng mà bác muốn đặt tổ tông công đức. Alo.